Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp cuốn sách Việc của mình tự mình làm trong bộ nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Câu chuyện thứ 12 bím tóc của thỏ con. Hàng ngày thỏ con đều tết tóc đi học, cáo con nhìn thấy liền nói: "Thỏ ơi, bạn giỏi quá, bạn có thể tết tóc đẹp thế này, còn mình chỉ biết buộc đuôi ngựa thôi." Lúc này gấu con đi đến và nói: "Mình còn không biết chải tóc, vì vậy mình đã cắt tóc ngắn." Bạn nhìn tóc mình xem ngắn biết bao Mình không biết tết tóc Mỗi sáng đều là mẹ mình tết tóc cho mình đấy Thỏ con nói với vẻ ngượng ngùng Những động vật nhỏ khác nghe thấy liền kéo đến quanh thỏ con và bàn tán Lớn như vậy rồi mà hàng ngày còn để mẹ chải đầu cho Bạn có thấy xấu hổ không? Thỏ con xấu hổ quá liền vừa khóc vừa chạy về nhà Thỏ mẹ thấy thỏ con khóc lóc chạy về liền vội vàng hỏi xem có phải bị bắt lạt không? Thỏ con nói Mẹ ơi con muốn cắt tóc ngắn Con không muốn tết tóc nữa Thỏ mẹ rất ngờ vực không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe xong thỏ con kể lại, thỏ mẹ liền nói, từ ngày mai mẹ sẽ không chải đầu cho con nữa, con tự chải đầu buộc tóc nhé. Còn về việc có cắt tóc ngắn hay không thì con hãy tự quyết định. Thỏ con liền gật đầu đồng ý và nói sau này muốn sẽ tự chải đầu, vì thỏ con đã lớn rồi. Ngày hôm sau, thỏ con đứng trước gương cầm lược chải bên trái, chải bên phải, rồi chải bên trên, chải bên dưới, chải thế nào cũng không được. Thỏ con lôn lóng đến mức sắp khóc. Lúc này, Thỏ mẹ đến bên và nói: "Để mẹ chải tóc cho con nhé." Thỏ con nghe thấy vậy liền lau khô nước mắt và nói: "Không đâu, con tự làm được. Nếu con không học được cách chải đầu thì con sẽ cắt tóc ngắn. Con không muốn mẹ giúp con mãi." Một lúc sau, cuối cùng thỏ con cũng tự buộc được tóc đuôi ngựa đơn giản. "Con gái giỏi quá!" Thỏ mẹ thấy vậy liền bước đến khen ngợi thỏ con. Thỏ con nói với vẻ tự hào: "Đương nhiên rồi, con đã lớn rồi mà mẹ." Sau đó, thỏ con vui vẻ đến trường. Cáo con nhìn thấy liền hỏi: "Hôm nay mẹ bạn không ở nhà à sao lại không tết tóc cho bạn nữa thỏ con tự hào đáp rằng đây là tóc mình tự buộc từ nay trở đi mình sẽ tự trải đầu buộc tóc những việc của mình vào thời điểm phù hợp để giúp trẻ có thể tự lập giống các bạn cùng trang lứa qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành thỏ con sau khi bị bạn bè chê cười dưới sự động viên của mẹ họ con đã bắt đầu tự chảy đầu buộc tóc và có thể tự hào trước mặt bạn bè trong cuộc sống hàng ngày chúng ta nên dạy trẻ tự làm những việc của mình vào những thời điểm phù hợp để giúp trẻ có thể tự lập giống như các bạn cùng trang lứa mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới cảm ơn các bạn đã theo dõi video